Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn Tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV ngày hôm nay Lời nói đầu tiên cho phép Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe Lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn Xin được kính chúc cho toàn thể cô dì, chú bác gần xa Trong và ngoài nước có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an cho cuộc sống Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến Thì cái thông tin mới đây Khanh Béo cũng đang cập nhật được Và cũng rất là bức xúc về những cái vụ việc mà vừa rồi bé Ngọc 8 tuổi ở Kiên Giang bị đuối nước Thì cái thông tin uh, chính xác hay không Thì sau đây chúng ta cùng nhau giải bày Để biết được những cái sự thật và những cái làm chương trình Của rất là nhiều một số cái kênh Youtube Cũng đã bịa đặt và để câu view câu like Thì uh, hôm nay Khanh Béo TV sẽ uh, cùng các quý vị khán giả Chúng ta sẽ phân tích về những cái câu chuyện này vì trong cuộc đời con người chúng ta thưa quý vị rằng làm ăn cái gì nó cũng phải có đức làm ăn cái gì nó cũng phải có một cái con đường đúng đắn làm tức là chúng ta làm để ăn rồi kiếm phải những cái đồng tiền nó trong sạch nó không được những cái đồng tiền dơ bẩn thì một số uh, cái kênh youtube đã đăng tải uh, cái thông tin vừa rồi của vụ uh, cái vụ mà đuối nước của bé ngọc thì các quý vị cũng biết rằng là gia đình nhà bé ngọc cũng gồm có à, ba người tức là ba chị em thì trong đó có bé ngọc hôm đó đi tắm thì cháu bị uh, đuối nước thì chỉ cứu được hai bé còn bé ngọc thì đã mất tích thì trong cái vụ việc này thì chúng ta cùng nhau phân tích và cùng nhau uh, cũng cùng lên tiếng để cho những cái người mà làm những cái chương trình thực ra là khanh béo tv không ở gần đó uh, khanh béo tv không ở gần được đâm ra là cái uh, uh, trực tiếp để mà quay cho quý vị xem thì Khanh Béo không quay được. Nhưng đến ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nói chuyện và cùng nhau để phân tích về cái vụ việc này. Vì gia đình hoàn cảnh thì rất là éo le cũng như là rất là thương tâm vì cái vụ của bé Ngọc cháu đã bị đuối nước và đã không còn. Thì đã trong suốt mười mấy ngày hôm nay thì tất cả mọi người, những cái đội thợ lặn, đội tìm kiếm cũng đã tìm kiếm cháu Ngọc khắp mọi nơi nhưng mà không thấy vì nước thực ra mà nói là quý vị cũng đã biết là nước cũng rất là lớn thì rất là nhiều những cái người làm chương trình làm youtube rồi đến để quay để cho mọi người xem được cái thực tế và những cái hành trình tìm kiếm bé ngọc cho đến ngày hôm nay thì cái thông tin chính xác là đến ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm thấy bé ngọc thật sự nói quý vị là gia đình người ta bây giờ là đang rất đau khổ và hoang mang đằng thì không tìm thấy con đăng thì bây giờ ở trên mạng rất là nhiều những cái kênh đăng tải rằng là đã thấy bé ngọc đã tìm thấy bé ngọc ở chỗ nọ chỗ kia để cái mục đích là là câu view câu like thì các quý vị là là phải phải biết là như này những cái kênh mà họ đến đó họ quay thực tế thì những kênh đó là kênh chính thức không bao giờ người ta giả mạo không bao giờ người ta giả mạo nhưng mà những cái kênh mà cũng kiểu như ngồi ở nhà như khanh béo đây này ngồi ở nhà như như khanh béo tv đây thì những cái, cái kênh đó ngồi ở nhà làm thì cứ làm là thấy rồi mới đã thấy bé ngọc để dư, à, dẫn dắt dư luận nó nó sai đi hoàn toàn nó sai đi hết mọi sự thực làm khán giả người ta mong chờ khán giả bây giờ đang rất mong chờ cái sự mà 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 gia đình để tìm thấy được bé ngọc để mang bé trở về để an táng cho bé làm cái gì thì làm Chúng ta đừng làm những cái mà nó không đúng sự thật như vậy Thưa quý vị cái đấy là nó tổn phước cho quý vị rất nhiều Chúng ta hãy kiếm những cái đồng tiền Bằng cái trí tuệ của mình Và bằng những cái mà nó phải xác thực Nó đi đi với thực tế Để cho khán giả người ta được hiểu và được biết Về cái tình trạng và về cái tình hình Của gia đình Biến Ngọc hiện tại Thì để cho các mạnh thường quân Ví dụ như là những người người ta giúp đỡ cho gia đình bé Ngọc để người ta an tâm về để cái công việc tìm bé đến hôm nay tất cả chúng ta ai ai cũng mong muốn rằng bây giờ rất mong là gia đình hãy cố gắng nén đau thương và để tìm bằng được cho bé về để không để biết được bé đã mất hay là bé vẫn còn sống hay là bé trôi giạt đi đâu đừng đưa tin sai sự thật để cho tất cả dư luận người ta rất là là uh, hiểu sai về cái vấn đề những người làm chương trình như chúng ta quý vị có thấy đúng không ạ còn bé Ngọc hiện tại là bây giờ là vẫn chưa tìm thấy thưa quý vị. Còn về phía các quý vị khán giả trong và ngoài nước, những ai đã từng biết tới cái vụ việc của bé Ngọc thì các quý vị cũng đã hiểu là người ta rất mong chờ. Bởi vì trong con người chúng ta ai cũng có tình thương đúng không quý vị? Ai cũng có tình thương. Rất nhiều người những cái bậc làm cha làm mẹ bây giờ rất hiểu được cái 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 cái, cái, cái tâm trạng của gia đình lúc này. Nhưng mà tại sao rất là nhiều cái kênh đăng tải sai sự thật và đăng tải làm nó sai lệch đi tất cả mọi thứ để cho đến bây giờ mà uh, dư luận người ta hoang mang ra có chỗ thì người ta bỏ thấy rồi chỗ khác thì bỏ chưa thấy nhưng thực hư bây giờ là chưa thấy bé ngọc quý vị ạ à. rất là nhiều những cái kênh youtube người ta đã đến tận nơi người ta chia sẻ cái cái cảnh thực tế các bác thợ lặn đã đi tìm đến bây giờ vẫn chưa thấy thế nhưng mà nhiều cái kênh youtube là bây giờ dắt dẫn dắt sai hết sự thật là đã tìm thấy bé Ngọc rồi đã tìm thấy bé Ngọc rồi cho nên là tất cả mọi người người ta hoang mang người ta cũng chẳng biết là xem cái nào cho nó đúng sự thật cả thế cho nên là các quý vị xem và thì các quý vị cứ vào xem những cái nào kênh nào mà nó có những cái video thực tế người ta quay trực tiếp ở chỗ đó thì chúng ta hãy đến đó chúng ta hãy vào kênh đó chúng ta xem chúng còn làm ăn cái gì khanh béo cũng đã nói là đừng đừng làm ăn trên cái nỗi khổ kiểu như vậy. Bởi vì bây giờ hoang mang của gia đình, tất cả mọi thứ gia đình bây giờ đang đảo lộn mà gia đình đang rất khổ tâm vì uh, mất con này, rồi tìm kiếm thì đằng này thì không thấy mà thuê rất hết rất nhiều tiền rồi quý vị chưa mà chưa lặn chưa tìm thấy được bé. Uh, một cháu nhỏ có 8 tuổi thôi mà bị đuối nước thì ở uh, cái cái khi mà cháu đã bị cuốn đi rồi thì nó cực kỳ khó khó thấy quý vị ạ. À. Nếu như nó hẳn như ở một cái khúc sông nhỏ nó ở những cái vũng nước nhỏ thì có thể là chúng ta tìm thấy được nhưng ở hẳn một cái sông lớn như vậy thì quý vị biết làm sao mà tìm thấy được trừ khi là bị mất một hai ngày thì nó nổi lên thôi còn đến bây giờ mười mấy ngày rồi thì chắc là cái đấy nó cũng đã phân hủy rồi bé ngọc cũng đã bị bị gần như kiểu là phân hủy thế cho nên là cái mức độ tìm kiếm nó khó hơn rất là nhiều tại sao mà mà rất là nhiều những cái kênh để, để nói ra những cái sự việc như đó để cho Uh, khán giả người ta hiểu nhầm người ta đã thấy rồi thế cho nên bây giờ gia đình còn rất cần những cái sự uh, hỗ trợ của tất cả mọi người trong khu vực đó và hoàn cảnh của gia đình có khi người ta cũng cần những cái sự hỗ trợ của mạnh thường quân để cho mạnh thường quân người ta uh, có thể hỗ trợ tiền về để thuê những cái đội lặn đội tìm kiếm về để tìm kiếm bé ngọc thế cho nên là chúng ta làm ăn cái gì thì chúng ta cũng phải uh, có tình người có một chút lương tâm, đừng dẫn dắt dư luận nó sai đi như vậy để làm ảnh hưởng tới gia đình của bé Ngọc hiện tại. Thế còn bây giờ ai chẳng muốn tìm thấy cháu, thế nhưng quý vị cứ làm làm thông tin cũng được, nhưng các quý vị đưa tin thì đưa tin về là chưa tìm thấy cháu, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày thứ bao nhiêu, chứ đừng đăng tải những cái thông tin là thấy bé rồi, tội nghiệp cho gia đình ra Bởi vì trong cái này nó có một cái ẩn chứa là nếu như nhiều người ta muốn ủng hộ cho thì bỏ thấy bé Ngọc rồi thì người ta bảo à thế rồi là thôi người ta sẽ không để ý nữa và người ta bỏ qua cái chuyện đó thì các quý vị người ta sẽ ảnh hưởng tới cái mạnh thường quân người ta muốn ủng hộ cho gia đình đó thế cho nên là chúng ta làm cái gì nó cũng phải thực tế nói đúng chứ đừng có dẫn dắt sai dư luận đi để cho khổ thân cho những cái người hiện tại đang gặp nạn quý vị hiểu chưa thế còn chúng ta là những cái người ở xa chúng ta không đến gần được thì chúng ta hãy xem những cái kênh nào mà người ta làm video thực tế người ta làm những cái video thực tế thì chúng ta uh, hãng vào đấy xem còn cái nào mà quý vị mà cứ thấy người ta đăng tải cái thông tin vớ vẩn thì quý vị cũng cũng đừng nên có xem xem rồi cũng ảnh hưởng rồi là cái dư luận nó sai đi rồi cũng khổ thân cho gia đình nhà người ta ra đó thì có ba chị em đi tắm bây giờ cứu được hai rồi mà cũng người ta cũng không biết gì cả mãi sau cái đứa cháu đứa con đấy nó tỉnh dậy nó mở quần chị Ngọc nữa thì là lúc đó mới phát hiện ra là còn một bé nữa vẫn còn chưa 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 thấy thế mãi sau này rồi là bắt đầu đi tìm, thế tìm mười mấy ngày hôm nay cũng cũng chưa thấy quý vị ạ à. đến hiện giờ đã chưa thấy thế cho nên là khanh béo TV cũng muốn truyền tải đến các quý vị và các bạn thì cũng mong rằng các quý vị chúng ta hãy xem thông tin cho nó chính xác cho nó đúng sự thật để các quý vị không bị hiểu sai hiểu lệch về những cái thông tin nó không đáng có để làm ảnh hưởng tới gia đình và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và hãy nhấn chuông để ủng hộ cho Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều.